Mình tên là Nguyễn Trung Thành, năm nay mình 16 tuổi, học lớp 10 tại trường Marie Curie. Mình đã tham gia Nido từ năm 2016. Mình biết đến Nido là vì có một anh ấy cũng là thành viên của Nido, có nhờ mình làm một cái video để giới thiệu về Nido. Và sau một thời gian thì mình được chị và Lý chủ động nhắn tin và giới thiệu về Nido và hỏi mình có muốn là trở thành một thành viên của Nido hay không. Thì lúc đấy mình cũng cảm thấy rất hào hứng, tại vì mình mới được chín và mình cũng muốn có thêm vài kinh nghiệm cho bản thân. Thì mình ngay lập tức là mình đồng ý trở thành một thành viên của Nido. Thiết kế và chụp ảnh. Trong những ngày đầu vừa mới tham gia Nido thì mình cũng chỉ mới biết những sơ qua vài công cụ chỉnh sửa ảnh như là Photoshop, thì có làm được vài cái. Nhưng mà sau này biết đến máy ảnh và có tìm hiểu thì mình chụp ảnh cho những sự kiện của Nido như là Sandbox hay là Tobadaho. Việc chụp ảnh ở nhiều sự kiện thì nghe cũng khá là nhàm chán, nhưng mà được cùng làm việc với nhiều người khác ở trong cùng một tổ chức hay là gặp nhiều trường hợp khác thì giúp mình xử lý được những tình huống khó, và mình cũng có thể có thêm những hiểu biết cho riêng bản thân mình về lĩnh vực chụp ảnh. Thì có trong một lần đi quay ở sự kiện của video thì có một lần thiếu máy và thiếu đồ để quay, thì mình nghĩ là cần phải chuẩn bị đầy đủ thứ để có thể làm được tốt hơn. Nido mang lại cho em những kinh nghiệm về cách sắp xếp thời gian giờ là làm việc và việc học, và kinh nghiệm ở trong những bán khác nữa. Đó là chị Tà Lý mà đã nâng được mình từ bước đầu đến tận bây giờ, và cũng là người cho mình những lời khuyên không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống nữa. Hãy đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc và tổ chức thêm nhiều những sự kiện phù hợp với giới trẻ ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Thì Nido trong mình là một nguồn cảm hứng và là một nguồn động lực để mình có thể tiếp tục phát triển bản thân mình hơn.